xanh mướt bên dòng sông êm đềm sóng nước phương Nam. Hàng cây vi vu gió hát dẫn đường đến không gian sống tuyệt đẹp. Nhiều bức tranh họa đồ ngay giữa lòng đô thị Phú Mỹ Hưng. Khu căn hộ Happy Valley. Với kinh nghiệm hơn 22 năm phát triển, 90 dự án nhà ở đã được xây dựng bàn giao đúng hạn. Cùng việc áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến hiện đại nhất hiện nay, Happy Valley được bàn giao trước hạn cho khách hàng. Ngay từ ngưỡng cửa khu phố Happy Valley, niềm vui và hạnh phúc dường như lan tỏa đến mọi không gian. Sảnh thang máy đẳng cấp, sang trọng. Nhà câu lạc bộ hiện đại, nơi giao lưu kết nối cộng đồng, hồ bơi trong mát, sân chơi cho trẻ, hoa viên, tiểu cảnh. Tất cả đều được đầu tư chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, là kết quả hợp tác giữa Phú Mỹ Hưng và đơn vị thiết kế cảnh quan chuyên nghiệp Bright Plus Malaysia. Thực tế hoàn thiện của Happy Valley đã vượt xa phối cảnh ban đầu được giới thiệu với khách hàng, thể hiện uy tín và thành tâm của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Nói được, và làm tốt hơn những gì đã nói. Thiết kế hiện đại, bố trí khoảng cách giữa các tòa nhà theo trục tung từ 30 đến 35 mét, theo trục hoành từ 25 đến 58 mét. Chiêm ngưỡng từ trên cao, Happy Valley bừng sáng không gian sống tuyệt đẹp, thông thoáng, chan hòa nắng gió tự nhiên, đảm bảo sự riêng tư cho từng căn hộ, đặc biệt là tầm nhìn cảnh quan ấn tượng ra toàn cảnh đô thị Phú Mỹ Hưng. Giá trị khác biệt, vị thế dẫn đầu, uy tín thương hiệu Phú Mỹ Hưng được tạo nên từ tâm huyết, tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư, đưa Phú Mỹ Hưng vươn tới tầm cao mới trên nền tảng vững bền của tổng thể đô thị quy hoạch đạt chuẩn quốc tế. Vì thế, sở hữu nhà ở Phú Mỹ Hưng là sở hữu các tổ hợp không gian sống tốt trong đô thị đáng sống. Happy Valley, thung lũng hạnh phúc giữa lòng đô thị Phú Mỹ Hưng.